Chuyên mục Hỏi Đáp Kiếm Like số thứ 23. Chào mừng các bạn đã đến với số thứ 23 của chuyên mục Hỏi Đáp Kiếm Like. Trong số này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị và bí ẩn liên quan đến thế giới phong phú của Kiếm Like. Từ các nhân vật chính cho đến những bí mật ẩn giấu, mỗi câu hỏi đều mở ra những cánh cửa mới, dẫn dắt chúng ta đến những khía cạnh mới và đầy hấp dẫn của câu chuyện. Hãy chuẩn bị để đắm chìm bên trong những cuộc thảo luận sôi nổi, cùng nhau phân tích các tình tiết và nhân vật và không ngần ngại chia sẻ những ý kiến cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những thắc mắc của các bạn, giúp bạn hiểu rõ hơn về từng chi tiết ở trong Kiếm Lai. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy gửi ngay câu hỏi của bạn cho chúng tớ và cùng nhau khám phá thế giới của Kiếm Lai. Câu hỏi đầu tiên là nhân vật duy nhất đạt đến cảnh giới 16 ở trong nguyên tắc, sức mạnh của Chúa Tể Thiên Đình rốt cuộc mạnh đến mức nào? Ở trong Kiếm Lai, Chúa Tể Thiên Đình chỉ là người duy nhất đạt đến cảnh giới thứ 16, sức mạnh của ông mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong hệ thống tu hành của Kiếm Lai, cảnh giới thứ 15 đã là đỉnh cao như là Đạo Tổ, Phật Tổ và Chí Thánh Tiên Sư, đều là những bậc đại năng ở đỉnh cao của cảnh giới 15. Tuy nhiên, so với cảnh giới thứ 16 của Chúa Tể Thiên Đình, vẫn có một khoảng cách khó vượt qua. Các tu sĩ cảnh giới 15 đã đạt được trình độ hiểu biết và kiểm soát quy tắc thiên địa ở mức cao. Thế nhưng mà Chúa Tể Thiên Đình ở cảnh giới 16 còn tiến xa hơn. Sự vận dụng quy tắc thiên địa của ông như là bản năng, sự áp chế về mặt cảnh giới khiến các cường giả cảnh giới 15 như là trẻ con trước mặt người lớn. Bất kể là khả năng kiểm soát sức mạnh, thi triển pháp thuật hay là nắm bắt tình thế chiến đấu đều thua xa. Ví dụ trong một số tình huống chiến đấu đặc biệt, cường giả cảnh giới 15 phải tiêu tốn nhiều sức lực và pháp lực để điều động quy tắc thiên địa, trong khi Thiên Đình Cung Chủ có thể dễ dàng sử dụng quy tắc thiên địa làm phương tiện tấn công hoặc là phòng thủ mạnh mẽ. Đối với những tu sĩ giữa cảnh giới 15, sức mạnh của Thiên Đình Cung Chủ thể hiện sự nghiền ép tuyệt đối, cảnh giới phi thăng, tiên nhân vân vân, có thể là những cảnh giới cao không thể đạt tới trong mắt các tu sĩ bình thường. Thế nhưng mà trước mặt Thiên Đình Cung Chủ, những tu sĩ này chẳng khác gì con kiến. Chỉ một ý nghĩ, một hành động của ông có thể gây ra sự rung chuyển lớn trong thiên địa, gây ra tổn thất hủy diệt cho những tu sĩ cảnh giới thấp. Giống như là sự khác biệt giữa voi và kiến, dù kiến cố gắng thế nào cũng không thể nào gây ra mối đe dọa thực sự cho voi. Khoảng cách giữa Thiên Đình Cung Chủ và những tu sĩ cảnh giới thấp thậm chí còn lớn hơn nhiều so với ví dụ này. Thần thông và sức mạnh pháp thuật. Thiên Đình Cung Chủ nắm giữ sức mạnh huyền bí của thiên đạo, một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Thiên đạo chứa đựng những quy tắc và trật tự căn bản của vũ trụ, mang lại cho Thiên Đình Cung Chủ khả năng phi phàm. Ông có thể sử dụng sức mạnh thiên đạo để hiểu rõ quy luật vận hành của vạn vật, dự đoán xu hướng phát triển tương lai, và trong chiến đấu có thể dự đoán trước hành động của đối thủ để chiếm ưu thế. Sức mạnh của thiên đạo trong tấn công còn đáng kinh ngạc hơn, có thể gây ra những hiện tượng kỳ lạ như là sấm sét, mưa bão, núi lở, đất nứt, gây ra tổn hại khủng khiếp cho đối thủ. Ví dụ trong một số trận chiến xa xưa, chỉ với một chút sức mạnh thiên đạo, Thiên Đình Cung Chủ đã khiến đối thủ rơi vào cảnh tuyệt vọng, không có sức phản kháng. Pháp thuật thần thông độc đáo. Ngoài việc nắm giữ sức mạnh thiên đạo, Thiên Đình Cung Chủ còn sở hữu nhiều thần thông và pháp thuật độc đáo. Những pháp thuật này là kết quả của quá trình tu hành và tìm tòi lâu dài, có sức công phá mạnh mẽ và hiệu ứng đặc biệt. Một số pháp thuật có thể ngay lập tức trói buộc hành động của đối thủ, khiến họ không thể nào cử động. Một số có thể xâm nhập linh hồn của đối thủ, làm tinh thần họ suy sụp. Một số khác có thể triệu hồi sinh vật hoặc là sức mạnh bí ẩn để chiến đấu thay mình. Sự đa dạng sức mạnh của những pháp thuật thần thông này giúp Thiên Đình Cung Chủ có nhiều phương án trong chiến đấu, dễ dàng đối phó với các tình huống khác nhau. Kinh nghiệm và trí tuệ chiến đấu. Thiên Đình Cung Chủ đã trải qua vô số trận chiến và thách thức. Trong hàng ngàn năm, ông đã giao chiến với nhiều kẻ thù hùng mạnh, tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Những kinh nghiệm này giúp ông nhanh chóng đề ra chiến lược và chiến thuật phù hợp khi mà đối mặt với các đối thủ khác nhau. Dù phải đối đầu với những người giỏi cận chiến hay là những tu sĩ giỏi pháp thuật, ông đều có thể tìm ra điểm yếu của họ và tung đòn chí mạng. Ví dụ trong những trận chiến với các thần linh cổ xưa, Thiên Đình Cung Chủ nhờ vào kinh nghiệm phong phú, khéo léo né tránh đòn tấn công của đối thủ rồi nhanh chóng bắt lấy sơ hở và đánh bại bọn họ. Không chỉ sở hữu sức mạnh to lớn, Thiên Đình Cung Chủ còn có trí tuệ và mưu lược sâu xa. Ông có thể thấu hiểu lòng người, nắm bắt tâm lý và ý định của đối thủ, từ đó lợi dụng điểm yếu tâm lý của họ trong chiến đấu. Đồng thời ông cũng giỏi bày mưu tính kế, có thể lập ra những kế hoạch hoàn hảo trước khi mà chiến đấu, từng bước đưa đối thủ vào bẫy của chính mình. Sự kết hợp giữa trí tuệ và mưu lược này khiến ông không chỉ là chiến thắng nhờ sức mạnh, mà còn chiến thắng nhờ vào mưu trí khiến đối thủ không thể phòng bị. Ảnh hưởng đối với thiên địa vạn vật. Sức mạnh của Thiên Đình Cung Chủ mạnh đến mức có thể thay đổi cục diện thiên địa. Trong trận chiến đăng thiên hàng vạn năm trước, ảnh hưởng của ông hiện hữu khắp nơi. Sự trỗi dậy của nhân tộc, cuộc nội chiến giữa thủy thần và hỏa thần, sự phản bội của những người cầm kiếm trong chuỗi sự kiện lớn của nhân tộc lên thiên đình đều có sự thao túng của ông. Những quyết định và hành động của ông đã thay đổi sự phân bố quyền lực và hướng phát triển của cả thế giới, đặt nền tảng cho vị trí của nhân tộc. Có thể nói, nếu không có sự thúc đẩy của Thiên Đình Cung Chủ, con đường đăng thiên của nhân tộc sẽ khó khăn hơn nhiều và cục diện thế giới cũng sẽ không như ngày nay.
Là người cai trị thiên đình công chủ có sự kiểm soát mạnh mẽ đối với các tài nguyên trong thiên địa, dù là pha bảo quý giá, bí kíp hay là những địa điểm kỳ bí linh mạch, tất cả đều dưới sự kiểm soát của ông. Những tài nguyên này không chỉ hỗ trợ mạnh mẽ cho quá trình tu hành của ông, mà còn mang lại nhiều lợi thế trong chiến đấu. Câu hỏi số 2, những vị đại lão ẩn sau lưng của Trần Bình An, mỗi người đều là đỉnh cao, họ là ai? Ở trong Kiếm Lai, sau lưng của Trần Bình An có không ít các vị đại lão ẩn sâu đỉnh cao, họ đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của Trần Bình An. Tề Tĩnh Xuân là thánh nhân của Nho gia trấn giữ Ly Châu Động Thiên, ông là người dẫn đường cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Trần Bình An. Tề Tĩnh Xuân là đệ tử thân truyền của Văn Thánh, được xem là người có tiềm năng lập giáo xưng tổ. Sau trận tranh đấu giữa Tam và Tứ, ông tự nguyện đến thị trấn, đưa ra mình trong vòng 60 năm. Ông đã tặng Trần Bình An chiếc châm ngọc bích, giúp Trần Bình An trở thành tiểu sư đệ của dòng Văn Thánh, và còn tặng 4 con dấu như Trần Thập Nhất Ấn và Tĩnh Tâm Đắc Ý. Tề Tĩnh Xuân đã một mình gánh vác thiên kiếp của Ly Châu Động Thiên. Dù thân mất nhưng đạo không tiêu, mở đường tu hành ban đầu cho Trần Bình An và để lại nhiều biện pháp dự phòng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự trưởng thành của Trần Bình An. Lão Tú Tài Văn Thánh. Sau khi Tề Tĩnh Xuân nhận Trần Bình An làm đệ tử thay lão sư của mình, Lão Tú Tài đã quan tâm và kiểm tra Trần Bình An nhiều lần. Ông đã xin được một thanh kiếm phôi có tên là Tiểu Phong Đô cho Trần Bình An, sau đó biến thành phi kiếm sơ nhất. Lão Tú Tài tính cách rõ ràng, thường tự hào giới thiệu tiểu đồ đệ của chính mình với các đại lão khác, giúp Trần Bình An dần có danh tiếng trong giới tu hành. Ông bằng cách của mình đã chăm sóc và chỉ dạy Trần Bình An, là một người ủng hộ vững chắc phía sau cậu. A Lương luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng để giúp đỡ Trần Bình An. Ông là một trong những người mạnh nhất tại kiếm khí Trường Thành, đã giết nhiều yêu tu nhất. Trong trận giao đấu giữa thế giới hạo nhiên và yêu tộc, ông đã chém giết một đại kiếm tu yêu tộc cấp 13, xoay chuyển cục diện. Khi mà mới xuất hiện, A Lương có vẻ là người lãnh tử, với thanh đao che ở bên hông và chiếc cỏ đuôi chó trên miệng. Thế nhưng mà thực ra là một cao thủ thực sự. Ông rất là quý mến Trần Bình An và đã giúp đỡ cậu rất nhiều trên con đường tu hành. Dương Lao Đầu. Dương Lão Đầu thực ra chỉ là Thanh Đồng Thiên Quân trước khi mà thần đạo sụp đổ, tương là tổ sư của Nam Tử Địa Tiên, nắm giữ một tấm thăng thiên bài của thiên đình cũ, là một cường giả ẩn dấu cực kỳ sâu sắc trong nguyên tắc. Ông từng cứu mạng Trần Bình An, truyền thụ cho cậu phương pháp điều hòa hơi thở, giúp cậu đặt nền tảng cho võ đạo. Ông còn trao cho Trần Bình An phi kiếm thập ngũ, hai đệ tử của ông cũng thường xuất hiện để giúp đỡ Trần Bình An vào những thời điểm cậu cần nhất. Dương Lão Đầu là một người bảo hộ âm thầm nhưng mà quan trọng cho Trần Bình An. Kiếm Linh. Kiếm Linh chính là một trong 5 vị thần linh tối cao của thiên đình, có tu vi ở cảnh giới thứ 15 và là nguồn gốc của kiếm đạo thiên hạ. Sau khi chủ nhân chiếc của Kiếm Linh tử nạn, Kiếm Linh đã chờ đợi 8.000 năm dưới cây cầu hành lang. Sau nhiều lần thuyết phục từ Tề Tĩnh Xuân, Kiếm Linh bắt đầu chú ý đến Trần Bình An và cuối cùng nhận cậu làm chủ. Kiếm Linh tuy không thường thể hiện sức mạnh nhưng mà luôn có thể bộc lộ uy lực mạnh mẽ vào thời điểm quan trọng, là một trợ thủ đắc lực cho Trần Bình An. Tử Tử, ông ẩn danh bên trong thị trấn bán kẹo Hồ Lô, là một đại lão của âm dương gia với tu vi cảnh giới 14. Ông từng tham gia trận chiến đăng thiên hàng vạn năm trước và có hiểu biết tuyệt đỉnh về thuật pháp, vượt qua cả tam giáo tổ sư ở trong lĩnh vực này. Tử Tử nhìn thấy một kết cục khác biệt ở Trần Bình An và nên chọn cách thỏa hiệp. Dù không trực tiếp ảnh hưởng đến Trần Bình An, sự tồn tại của ông vẫn mang đến một sức mạnh thần bí hỗ trợ sự trưởng thành của cậu. Lý Hy Thánh. Thân phận thực sự của ông là phân thân của đại đệ tử Đao Tổ, là đại trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, có tu vi đạt đến cảnh giới thứ 14, là một cường giả đỉnh cao thực sự. Khi mà ở thị trấn, ông xuất hiện với thân phận của một người đọc sách bình thường, thế nhưng nhiều lần ngầm giúp đỡ Trần Bình An khi mà cậu gặp khó khăn. Tu vi cao thâm và thân thế bí ẩn của ông đã mang đến sự bảo hộ nhất định cho Trần Bình An. Nguyên Cung. Ông chính là thánh nhân của Bình gia. Để giành lấy cơ hội trà giấu thiên cơ cho con gái Nguyễn Tú trong 60 năm, ông đã tiếp nhận Ly Châu Động Thiên sắp tan vỡ. Ông nhận Trần Bình An làm học trò học rèn sắt, giúp cậu mua 5 ngọn núi ở phúc địa Ly Châu, ngầm bảo vệ cậu khỏi nhiều xung đột, góp phần quan trọng trong sự phát triển của Trần Bình An. Lục Trầm, ông là đệ tử thứ 3 dưới trướng Đao Tổ và là đệ tử được Đao Tổ yêu thích nhất. Ban đầu Lục Trầm nhiều lần tính kế Trần Bình An, thế nhưng sau đó những toàn tính này lại gián tiếp trở thành cơ hội rèn giũa cho Trần Bình An. Ông đã từng cho Trần Bình An mượn tu vi và đạo quan, có ảnh hưởng đặc biệt đến quá trình tu hành của Trần Bình An. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.